giá ngang SH, không mua con xe này thì mua con xe gì bây giờ? Quá đẹp luôn, từ hình thức cho tới chất lượng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc luôn, trang bị cực kỳ hiện đại, số tự động luôn các bác nhá, đều hóa ô tô luôn, màn hình giải trí luôn rồi, đề khóa thông minh tắt tốp luôn rồi, túi khí an toàn, bộ lăng tích hợp, rồi cửa sổ trời, ghế da zin nguyên bản theo xe, túi khí an toàn bên đây cũng có luôn này, và còn mới như thế này luôn các bác nhìn xem. Đấy, không mua xe này thì mua xe gì bây giờ? Vâng, số tự động nhá, máy 1.6 nhá, nhiên liệu của xe ít thôi, 7 lít thôi các bác nhá, tầm đó là mình đã có thể là mình đi được cả 100 km rồi. Xe thì chả có cái lỗi lầm gì cả, mua về thì cũng chả cần phải làm cái gì cơ, cứ thế đổ xăng là chạy thôi các bác nhá. Ghế da zin nguyên bản theo xe, còn đường đẹp như thế này bởi vì là nó ngồi ít mà, ngồi ít mới được đẹp như thế này các bác nhá. Phụ tùng thì nhiều, đấy, sửa chữa thì dễ, đi thì tương đối là lành, đấy, tắp đi tắp nô đẹp na con đúc kiểu dạng phay rồi, phanh đĩa phanh ABS đầy đủ cả rồi các bác nhá. Mắt cảm biến chống va chạm có rồi, đèn đóm sáng mới rồi, cốp sau to rộng đựng đồ được nhiều. Đấy, Daiula Setti các bác nhá, máy 1.6 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc với cái thiết kế là form dáng sedan hai đầu. Đấy, màu đen, thân vỏ cứng dày, chạy đầm chắc êm ái bốc khỏe. Vâng, cách âm cách ồn tốt. Đấy, form dáng dòng này đẹp, nhìn đẹp như kiểu xe đời cao, đẹp như kiểu xe vài trăm luôn, thế mà giá chỉ ngang với lại một con xe máy SH thôi, máy SH thôi mình đã mua được nó luôn rồi. Đèn đóm rất mới các bác nhá, sơn xi mượt mà bóng bẩy, cái lốp vẫn còn dày chạy thoải mái, nút bấm từ một chặng nằm tay nắm cửa cũng đã có, ốp lốc rồi, kính dán rồi, kính không xước, kính zin các bác nhá, gương kính điều chỉnh điện các bác nhá. Đấy, lỗi lầm không có, keo chỉ đây các bác nhìn xem vẫn còn. Đấy, không lỗi tai nạn và không lỗi ngập nước, không lỗi đâm đụng các bác nhá. Xa nhận xe hoàn lại tiền cho mình. Đấy, bên em bán xe này, bên em có chế độ bảo hành cho mình nữa để mình yên tâm khi mua. Đấy các bác nhá, khi mua. Vâng, đèn đấy ạ, đèn tự động sáng luôn, gạt ngược tự động gạt luôn, không cần phải bấm vào, tự động sáng luôn các bác nhá. Đấy, ghế da của xe nó vẫn còn đẹp, đẹp như thế này các bạn. Đấy, ngồi ít cho nên là ghế các bác nhìn cái mặt ngồi của nó còn được đẹp như này các bạn, đúng không ạ? Nhiều con là không còn được đẹp như thế đâu các bác nhá. Con này 2010 nhá, quá đẹp chưa này, 2010 đấy chứ không phải 2009 đâu, 2008 đâu các bác nhá. Đồ chơi cũng đặt lên rồi, thì có thấy là tiết kiệm một khoản tiền rồi, đúng không ạ? Âm nhạc âm nhẽo đầy đủ, điều hòa lóng lạnh đầy đủ, chở được nhiều người. Đấy, 5-7 người là chuyện bình thường ở trên con xe này. Đấy, về thay xe máy thì nó quá ok tuyệt vời, nó là đỉnh luôn rồi, đúng không ạ? Nó quá chất luôn rồi, quá là hợp lý luôn rồi. Thân vỏ không mục mọt các bác nhá, thân vỏ đẹp, vỏ đóng khít. Đấy, thân vỏ căng, chung là một chiếc xe không lỗi. Bên em đang có mấy con như thế này nhá, đến là sẽ mua được xe, đến là sẽ có xe đi về. Em đang nhiều xe, gần 200 xe, các loại các mẫu. Các bác đăng ký kênh, nhấn theo dõi trang để xem thêm nhá. Và dòng này thì bên em đã có mấy con liền nhá, đã có mấy con liền luôn. Đến đi em bán cho một con, giá rẻ thôi, giá dễ vào việc thôi nhá, yên tâm mua được luôn đối với những cái mẫu xe của bên em. Đấy, bàn về giá thôi, giá rẻ thôi nhưng mà vẫn bàn về giá để làm sao các bác biết và mình chốt cho được dễ các bác nhá. Vâng, ok chưa? Để nhanh tay nhấc máy gọi điện theo ba số điện thoại hotline 0938586307, 0389000555 và 0335838389. Có Zalo địa chỉ bên em đối diện 225 Trường Chinh, thành phố Hải Dương, siêu thị ô tô Hải Dương, rất nhiều xe các bác nhá. Bên em có đổi xe, có thu mua lại tất cả các loại xe mà mình bán, bên em mua luôn, mua nhanh luôn, có hỗ trợ trả góp, có giao xe, ship xe toàn quốc, làm sang tên đổi biển cho mình, bên em hỗ trợ cho về chính chủ bác mình luôn nhá. Đấy, ok ạ, video này em quay xong rồi, xem thêm hình nào, xem thêm vị trí gì cứ bảo bên em, bên em gửi qua Zalo cho, nhắn tin kết bạn qua Zalo bên em gửi cho nhá. Đấy, xe máy số đại chất luôn, không lỗi lầm gì cả. Đấy, em nhắc lại như vậy, alo đi, em bán rẻ cho, em bán để cho bác mình mua được luôn nhá, không phải lăn tăn gì cả thôi nhá.